cà chua đầy mặt đất. Cây bắp cải này không to không nhỏ, vừa đủ để sang một đĩa. Mau lên, mẹ tạp dề còn dặn mua rau gì nữa nhỉ? Kẻ địch tới rồi. Con biết là cà chua. Chết rồi, sao thế? Chuyện này... Xin lỗi, cháu không cố tình. Chuyện này đều tại tôi không trông con đồ tóc cẩn thận. Không sao, may mà chưa bị hỏng bao nhiêu. Ây da, nhiều cà chua quá. Một lúc không thể nhặt hết được. Lát nữa, nếu có xe đạp hay ô tô đi qua, chắc chắn sẽ bị đè nát. Phải làm sao đây bố đồ nhỏ? Kiếm Thái, ở đây kiếm có chở đựng rau rỗng hoặc thùng giấy không? Có, để làm gì? Cho tôi mượn dùng một lát. Được, đi theo tôi. Giờ thì cà chua dưới đất an toàn rồi. Kiếm Thái, kiếm cứ vào bán hàng cho khách đi. Nhiệm vụ nhặt cà chua cứ giao cho chúng tôi. Vừa rồi nhất định có mưa cà chua rơi xuống. Tốt quá. Đồ to, cậu làm gì thế? Khắp mặt đất đều là cà chua. Sao cậu cứ phải tranh của mình? Đây không phải mưa cà chua trên trời rơi xuống. Chúng đều có chủ đấy. Là của cửa hàng rau quả. Của cửa hàng rau quả ư? Vậy tại sao lại bày hết cả ra đường thế này? Là do mình không cẩn thận đã đổ sọt cà chua, cho nên... Bố đồ nhỏ, không ổn rồi, càng ngày càng có nhiều người đi tới. Mọi người chớ có lấy. Đúng thế, mọi người chớ có lấy. Là cà chua của Thím Thái bị rơi đấy. Vậy thì càng phải nhặt. Mình cũng tham gia. Đừng nhặt nữa. Mọi người làm như vậy có phải không tốt lắm không? Tránh ra nào, đừng có giẫm hỏng cà chua. Không được, mình phải ngăn mọi người lại. Không, đều là hàng xóm láng giềng, gây chuyện thì... Hết nước rồi, cuối cùng đã hết nước rồi. Con đồ to, bố bạo này, dùng bạo lực là cách làm rất không khôn ngoan. Giờ biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng tốc độ nhanh nhất để giành lại nhiều cà chua, giúp Thím Thái giảm bớt một phần tổn thất. Được thôi. Thím Thái, thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể nhặt về được từng này, số cà chua còn lại đều bị... Đúng là không ôm nổi nữa, để đâu đây Thím Thái? Chỗ này, để ở chỗ này. Ở đây của tôi cũng có. Chỗ này cũng có. Cháu nhặt được. 1, 2, 3. Thì ra không phải mọi người tranh giành cà chua. Thì ra đều đang giúp Thím Thái nhặt cà chua. Tôi hiểu nhầm mọi người rồi. Thật sự cảm ơn mọi người. Đừng khách sáo, đều là hàng xóm mà. Đúng thế. Thím Thái, lần sau cháu sẽ không chạy lung tung trong cửa hàng rau nữa. Nhất định sẽ không nữa. Thật đấy, hãy tin cháu. Được rồi, biết sai rồi sửa, chính là trẻ ngoan. Là do bố con tôi không tốt. Chị xem, đều dập nát rồi. Đây là lỗi của tôi. Đúng rồi, mẹ tập về dặn chúng ta mua cà chua về làm sốt. Số cà chua dập nát này, chúng ta có thể mua. Dù sao, xay ra cũng không sao. Con nói xem, con đồ to. Đúng thế, Thím Thái, bố con cháu lấy hết. Vậy thì cảm ơn hai bố con, tôi sẽ lấy giá rẻ cho. Cảm ơn Thím Thái, tốn ít tiền mà làm được việc. Mẹ tập về nhất định sẽ khen chúng ta. Yeah.
mùa mưa ẩm ướt. Mình giỏi thật. Chiếu bức ảnh bằng phẳng lại như cũ rồi. Lại thất bại rồi. Làm thế nào mới có thể khiến bức ảnh bị ẩm trở lại bằng phẳng đây? Bố đã nói với con là cách này không được rồi. Con vẫn không tin. Nên làm thế này. Từ từ, bức ảnh sẽ bằng phẳng lại thôi. Ẩm ướt quá. Miếng bánh gato chưa kịp ăn, mới để 2 ngày đã bị mốc rồi. Nhìn ghê quá. Túi khoai tây mở ra buổi sáng, đến chiều đã yểu rồi. Chẳng còn giòn nữa. Chẳng có cách nào. Ai bảo không khí mùa mưa ẩm ướt như vậy chứ. Còn nữa, con đồ to, con đừng có làm bẩn quần áo đấy. Gần đây quần áo giặt không thể khô được. Mặc vào cứ ẩm ướt, không thoải mái. Vâng ạ. Con ghét mùa mưa quá. Bố đồ nhỏ, bên ngoài trời mưa không đi chơi được. Bố chơi cùng con một lát nhé. Con đồ to, đợi bố làm xong công việc sẽ chơi cùng con. Lần nào bố cũng nói vậy. Biết bao giờ mới làm xong đây. Hết cách rồi, bố phải tranh thủ thời gian thiết kế hoàn chỉnh những bản vẽ này. Con phải biết rằng giờ đã bước vào mùa mưa, rất nhiều cây cầu nhỏ ở các thôn làng không đủ chắc chắn. Bố phải nghĩ cách để gia cố cho những cây cầu đó. Như vậy mới được, biết chưa nào? Thật là, gần đây bố đồ nhỏ ngày nào cũng phải làm thêm. Con ghét mùa mưa. Mẹ đập dê, chơi cùng con nhé. Con đồ to, con xem mẹ đang bận lắm. Con chơi một mình đi nhé. Mẹ tập gì? Hôm nay ngày thỏ, đến nhà chúng ta làm khách sao? Mẹ thái nhiều rau thế. Con đồ to, số rau này không phải để xào, là để làm dưa muối. Dưa muối ư? Đúng thế, mùa mưa ẩm ướt, số rau này không bảo quản tốt sẽ bị hỏng mất. Trước khi chúng bị hỏng, thì thà rằng muối hết thành dưa chua ngọt, giòn giòn, dễ ăn. Cho nên mẹ không có thời gian để chơi cùng con đâu. Xem ra, để thái đầy hai vải dưa này thì còn lâu lắm. Mùa mưa đúng là chẳng tốt chút nào. Cuối cùng đã hoàn thành hết rồi. Con đồ to, con sao thế? Bố đồ nhỏ xong việc rồi sao? Có thể chơi cùng con chưa? Ừ, giờ bố đang nghỉ ngơi. Con đồ to muốn chơi gì? Con cũng không biết nên chơi gì. Bên ngoài trời mưa lại không đi chơi được. Có rồi, vậy chúng ta chơi nước mưa nhé. Nước mưa ư? Bố dạy con cách chế tạo thiết bị thu thập nước mưa. Bố đồ nhỏ, vì sao phải thu thập nước mưa? Đương nhiên là để tiết kiệm nước rồi. Nước mưa được thu thập, sau khi lọc có thể dùng để lau nhà, tưới cây, dội nhà vệ sinh nữa. Thế nào hả? Thử xem nhé. Hay vậy sao? Chúng ta mau bắt đầu thôi. Hãy tin vào bố. Nước mưa trải qua các lớp lọc, cuối cùng nước chảy ra là dùng được rồi. Lọc nào, lọc nào. Hả? Thế này có được không? Đương nhiên rồi. Wow, chúng ta đúng là nhà phát minh. Buổi trưa ngủ ngon thật đấy. Sao lại ít như vậy? Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, mau lại đây. Cuối cùng mưa đã tạnh rồi. Không khí sau cơn mưa thật là trong lành. Mùi của đất ẩm cũng rất thích. Hoa trong vườn nhà mình đều nở rồi. Mới mấy ngày mà rau quả đều thu hoạch được rồi. Bởi vì cây cối được uống nước đầy đủ, cho nên mới mọc nhanh như vậy. Thì ra mùa mưa cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nó giúp cây cối phát triển. Đúng thế, chúng ta phải nhìn thấy mỗi sự việc đều có hai mặt tốt và xấu. Con phải học cách điều chỉnh tâm trạng, xem xét vấn đề từ nhiều góc độ. Ví dụ như, giờ chúng ta vừa có rau quả tươi để ăn, lại có cả dưa muối vừa chua vừa giòn, không phải rất tuyệt sao? Đúng thế, giờ con cũng không ghét mùa mưa nữa.
Hãy nghe con nói. Giao hàng đây. Tới đây. Tốt quá, cuối cùng đã tới rồi. Bố đồ nhỏ, bố mua cái gì thế? Là vũ khí bí mật của bố. Đây là cái gì? Là vòi rửa xe. Chúng ta cùng đi rửa xe nhé. Tuyệt quá, đi rửa xe nào. Thế này là được phải không? Nối vào là dùng được. Đương nhiên rồi. Wow, ngầu quá. Cho con thử với. Mau cho con thử nào. Đây không phải đồ chơi. Con không cầm được. Con có thể giúp bố lau thân xe. Con không muốn. Con chỉ muốn chơi cái này. Con đồ to. Con nghịch ngợm quá đấy. Không cần con giúp nữa. Để bố tự làm. Con vào nhà đi. Nhưng bố đồ nhỏ. Đi mau. Bố đồ nhỏ thật keo kiệt. Mua vòi rửa xe mà không cho mình chơi. Chuyên mục thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo là dự báo thời tiết. Hả? Phải nói cho bố đồ nhỏ biết. Bố đồ nhỏ, con có việc muốn nói với bố. Không được, con lại muốn gây rắc rối cho bố. Không phải đâu bố đồ nhỏ. Giữ yên lặng, đến khi bố rửa xe xong. Hả? Mất nước rồi ư? Sao lại mất nước nhỉ? Thằng bé này lại giận mình rồi. Ồ, chuyện gì thế này? Bị ghế đè lên à? Giờ thì chắc không sao rồi. Sao lại không thấy vòi rửa xe đâu nữa? Nhất định là do con đồ to làm rồi. Thằng nhóc này chạy đi đâu rồi? Con đồ to, con thích gây rắc rối cho bố quá đấy. Mau đưa vào rửa xe cho bố, để bố còn rửa nốt. Đừng nghịch ngợm nữa, mau đưa cho bố. Phải tìm việc gì đó cho nó làm, nếu không chắc chắn nó sẽ lại gây rắc rối. Vòi rửa xe rất nguy hiểm, không thể cầm được. Mau đưa cho bố. Con muốn chơi không? Lát nữa bố dạy con. Con đồ to, con không được bướng bỉnh như thế. Thế này đi, bố giao cho con một nhiệm vụ mới nhé. Vậy mới đúng chứ. Không phải là bố không muốn cho con chơi. Quả thật là thứ này rất nguy hiểm. Con nhìn bố là được rồi. Con đồ to. Có phải mình nghiêm khắc quá không? Hay là cha nói dùng một lát cũng được. Con đồ to, qua đây một lát. Con đồ to, chú ý không được xịt vào người là sẽ không có nguy hiểm. Nào, đúng rồi. Thế nào hả, con đồ to? Cùng bố rửa xe có phải rất vui không? Sao thế? Vòi rửa xe cũng cho con chơi rồi. Con vẫn chơi chơi đã ư? Giữ yên lặng, đến khi bố rửa xe xong. Ồ, được rồi, con đồ to. Bố rửa xe xong rồi, con không cần giữ yên lặng nữa. Giờ nói cho bố biết, cùng bố rửa xe có phải rất vui không? Bố đồ nhỏ, vì sao bố không chịu nghe con nói chứ? Con xem dự báo thời tiết trên TV, nói chiều nay sẽ có mưa rào. Vốn con muốn nhắc bố đừng rửa xe vội. Hả? Sao con không nói sớm? Bố bắt con giữ yên lặng mà. Con đồ to, xin lỗi. Bố nên nghe con nói. Không sao. Đợi xem, đợi mưa tạnh rồi, chúng ta có thể rửa xe lại lần nữa. Nhất định là như thế.
to và nhỏ. Tuyệt quá, tháp đá 9 tầng mà không bị đổ. Mình đúng là thiên tài xây dựng. Con đồ to, chơi gì mà vui thế? Bố đồ nhỏ mau nhìn nè, đây là tháp đá do con xây đó. Có giỏi không? Cũng tạm. Thiên tài xây dựng còn muốn xây một tòa tháp đá cao hơn nữa cơ. Bố chờ mà xem nhé. Thiên tài xây dựng ư? Để con thấy được thiên tài xây dựng thực sự nhé. Con đồ to, viên đá nhỏ thì có gì là thú vị chứ? Muốn chơi thì phải chơi đá to cơ. Đá to ư? Trẻ con chơi đá nhỏ, người lớn chơi đá to. Con đồ to nhìn kỹ nhé. Con sắp sửa được thấy một thiên tài xây dựng siêu cấp xuất hiện rồi. Thế nào? Tháp đá to của bố hoành tráng chứ? Bố đồ nhỏ, tháp đá to đúng là rất oai phong, nhưng nó nặng nề quá. Nhìn này, nếu mẹ tập giờ gọi con về ăn cơm, con có thể mang tháp đá nhỏ đi bất kỳ lúc nào. Chuyện này, tháp đá to của bố thì không được rồi. Tuy tháp đá to của bố không thể đút vào trong túi, nhưng nó có nhiều tác dụng. Tác dụng gì chứ? Hòn đá to có thể dùng làm công cụ. Hòn đá to có thể dùng để sửa hàng rào bị lung lay. Hơn nữa, còn có thể đào hố. Con xem, công cụ này thế nào? Con đồ to, những tác dụng này đá nhỏ của con có làm được không? Có thể. Đá nhỏ của con rõ ràng tốt như thế, sao lại không bằng đá to chứ? Đúng rồi, việc này thì đá to không thể làm được. Bố đồ nhỏ, đá nhỏ của con có thể làm đồ chơi. Đá to của bố đồ nhỏ có thể không? Chuyện này mình không tin. Mình không tin. Vẫn là đá nhỏ của con xịn hơn. Đá to mới xịn hơn. Có thể làm thành con đường nhỏ. Làm con đường nhỏ ư? Wow, đá to thực sự có thể làm thành con đường nhỏ. Ây da, đây là con đường nhỏ mới trải ư? Bố đồ nhỏ giỏi quá. Nhìn xem, ngay cả mẹ tập về cũng nói đá to của bố xịn hơn. Mẹ tập về bị trẹo chân rồi. May mà con đồ to đỡ được mẹ. Bố đồ nhỏ, con đường nhỏ trải bằng đá to này của anh không tồi. Chỉ là khoảng trống quá lớn. Nếu bị trẹo chân thì rất nguy hiểm. Mẹ tập về đừng sợ. Đá nhỏ của con có cách rồi. Được rồi, giờ thì không lo bị trẹo chân nữa. Tuyệt quá, bố đồ nhỏ, con đồ to, hai bố con dùng đá to đá nhỏ phối hợp làm thành con đường thật tuyệt vời. Phối hợp ư? Giờ thì khi trời mưa, mẹ không cần lo lắng chân bị dính bùn nữa. Hơn nữa, con đường nhỏ này khiến sân nhà chúng ta càng thêm đẹp. Đúng thế, đá to và đá nhỏ đều có tác dụng. Chúng ta là nhóm bố con mạnh nhất. Vâng, phối hợp với nhau mới là tốt nhất. Hòm công bằng.
Bố đồ nhỏ, mau lên. Hôm nay chúng ta xuất phát sớm, mới chơi được lâu một chút. Được, con đồ to, chúng ta kiểm tra lại đồ dùng một chút nhé. Xẻng, túi sơ cứu, xịt chống mũi, bánh bao thịt, bình nước. Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bố đồ nhỏ, chúng ta mau xuất phát thôi. Chúng ta còn quên một thứ rất quan trọng. Là cái gì? Chính là cái này. Túi rác ư? Đúng thế, đi công viên dã ngoại, lúc về chúng ta phải mang theo rác của mình về. Như vậy thì mới có thể bảo vệ môi trường. Xuất phát! Con đồ to, chạy chậm một chút, kéo ngã đấy. Bố nói thế nào hả? Có bị thương không? Bố đồ nhỏ, con dẫm phải phân chó rồi. Chó đi vệ sinh xong, vì sao chủ không dọn dẹp chứ? Đúng là đáng ghét. Giày mới của con bị bẩn rồi. Chúng ta ra bờ sông, rửa giày cho sạch sẽ. Con đồ to, đừng buồn nữa. Sẽ sạch ngay thôi, giống hệt như mới vậy. Con sợ lát nữa, con lại dẫm phải phân chó. Chuyện này đúng là một vấn đề. Người khác cũng sẽ dẫm phải. Bố đồ nhỏ, chúng ta phải nghĩ cách để chủ của lũ chó chủ động dọn dẹp phân của chúng. Được. Dọn dẹp phân chó, trả lại sự sạch sẽ cho công viên. Vậy là tốt rồi. Chủ của lũ chó sau khi nhìn thấy nhất định sẽ tự giác dọn dẹp. Bố đồ nhỏ, có phải chúng ta đã phí công vô ích không? Thế này không được. Những tờ rơi này lại trở thành vật gây ô nhiễm. Chúng ta phải đổi cách khác. Dọn dẹp phân chó, xin lấy miễn phí. Tốt rồi, giờ thì mọi người nhất định sẽ tự giác dọn dẹp phân chó. Đương nhiên, giờ thì tốt rồi. Bãi cỏ này sẽ không còn phân chó nữa. Chúng ta đi ăn kem nhé. Được ạ. Bố đồ nhỏ, mau nhìn này. Không có ai dùng ư? Có thể là vừa rồi không có con chó nào. À, bố đồ nhỏ, bố dẫm phải phân chó rồi. Bố đồ nhỏ, bố còn cách nào không? Bố thấy rất khó, trừ phi có thể đổi phân chó thành tiền. Họ có thể dùng tiền mua thức ăn chó, thì họ mới chịu tự giác dọn dẹp chăng? Phân chó, tiền, tiền, thức ăn chó. Bố đồ nhỏ, con có cách rồi. Chúng ta có thể làm một cái hộp đựng đặc biệt. Con đồ ta giỏi lắm, giờ chúng ta làm luôn. Đây là thứ gì vậy? Đây là hòm công bằng. Hòm công bằng là cái gì? Để cháu làm thử cho chú xem. Ồ, thần kỳ quá. Chỉ cần chú dọn dẹp phân chó, bước vào trong cái hòm này, sẽ có thức ăn chó xuất hiện, làm phần thưởng cho chó. Chủ làm việc, chó có đồ ăn ngon, có phải rất công bằng không? Đúng thế, đợi lát nữa chú sẽ thử xem. Vì sao không thử ngay bây giờ? Chó của tôi vẫn chưa buồn đi vệ sinh mà. Tốt quá, chúng ta thành công rồi. Con đồ to, con đã làm được một việc rất tốt. Chó rất đáng yêu, nuôi chó văn minh, chủ động dọn dẹp là quan trọng nhất. Tuyệt quá.
Hiệp sĩ cúc áo. Mùi thơm của nắng thật dễ chịu. Mình sơ ý quá, cúc áo bị mất mà không biết. Hả? Sao ở đây cũng bị mất cúc thế? Lẽ nào là lúc giặt quần áo bị rơi ra ư? Anh về rồi đây. Bố đồ nhỏ, anh sao thế? Cúc áo sơ mi không biết bị rơi mất từ lúc nào, hở cả bụng ra, bị đồng nghiệp chê cười suốt cả ngày. Mẹ tập về đang cười gì thế? Con nhìn bố đồ nhỏ kìa, chắc chắn là gần đây ăn nhiều quá nên béo ra. Cúc áo sơ mi bung hết ra rồi. Con đồ to, con vội vàng đi đâu thế? Con đi xem trên tầng nhà có hiệp sĩ cúc áo không? Hiệp sĩ cúc áo ư? Đúng, hiệp sĩ cúc áo, dùng cúc áo để cứu thế giới. Hiệp sĩ cúc áo nghĩa là sao? Em cũng thấy rất là kỳ lạ. Chúng ta đi xem sao. Không biết số cúc áo này có đủ không? Hay là ra tủ quần áo tìm thêm ít nữa? Bố đồ nhỏ nói xem, con đồ ta lấy đâu ra nhiều cúc áo như vậy? Làm sao mà anh biết được? Chắc không phải là cắt trên quần áo xuống chứ? Con! Mẹ tập về đừng kêu. Con đồ ta lại dám cắt hết cúc áo trên quần áo của chúng ta. Đừng sốt ruột, con cắt cúc áo thế nào cũng có nguyên nhân. Chúng ta phải xem, hiệp sĩ cúc áo này rốt cuộc muốn làm gì đã. Không có ai, nhưng lúc mẹ tập về và bố đồ nhỏ đều không có ở đây. Đi tìm thêm ít cúc áo nữa. Chuyện gì thế này? Chỉ có áo trùm đầu, một cái cúc cũng không có. Con đồ to đang tìm gì thế? Con chỉ đang tìm quần áo nào có cúc. Đúng rồi, đây chẳng phải là áo có cúc hay sao? Đây là áo của con. Cái này không cắt cúc đi sao? Cúc áo này không thể cắt được. Bố đồ nhỏ, con không cần nữa. Nó muốn cắt cúc áo. Mong là số cúc áo này đủ dùng. Đã mang đồ đến rồi chứ? Đều ở đây rồi. Là em thu thập từng ít một đấy. Của mình cũng mang tới rồi. Có điều không biết có đủ dùng không? Lấy hết ra đi. Có những thứ này, chúng ta có thể... À, hiệp sĩ cúc áo, cuối cùng đã bắt được rồi. Nói đi, con đồ to, con cắt cúc áo trên quần áo của bố mẹ để làm gì? Con... Chú đồ nhỏ, chú đừng mắng anh đồ to, là thế này. Các em, thứ hai tuần sau, sẽ có một số bạn nhỏ nước ngoài đến trường mẫu giáo của chúng ta chơi. Mọi người có hoan nghênh không? Hoan nghênh ạ. Em có thể đem búp bê do bà nội làm để tặng các bạn ấy làm quà. Các bạn nhỏ nước ngoài nhất định sẽ thích. Tốt quá, anh cũng muốn làm. Được thôi, nhưng nhà em không có nhiều nguyên liệu để làm búp bê nữa. Để bọn anh tìm. Chúng mình tìm cúc áo trước đi. Trên quần áo mà không có cúc thì không đẹp. Thì ra là như vậy, sao không nói sớm chứ? Vậy các con có nguyên liệu gì vẫn chưa tìm đủ? Vẫn chưa có sợi len dùng làm tóc cho búp bê. Cái này dễ, nhà mình có rất nhiều áo len, để mình đi tìm. Con đồ to, có thể làm quà tặng các bạn nhỏ nước ngoài, nhưng phá hoại đồ đạc thì không được. Thế này đi, bố sẽ đi mua giúp mấy cuộn len, như vậy búp bê của các con sẽ có tóc rồi. Tuyệt quá! May mà mình phản ứng nhanh, nếu không áo len trong nhà sẽ hỏng hết cả.